mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cậu hai tôi. Tôi suy nghĩ rất lâu mới thu hết can đảm để kể ra câu chuyện nhân quả liên quan đến bậc trưởng bối của mình. Đúng lý thì tôi thuộc hàng con cháu, mà đi kể chuyện người lớn thì thật là bất kính. Nhưng tôi hy vọng nội dung câu chuyện này sẽ giúp mọi người cảnh giác mạnh và tin sâu nhân quả. Giờ thì tôi xin kể về cậu hai của mình. Ở quê tôi hả, cậu hai được xã hội công nhận là người tốt gương mẫu. Tính của cậu thành thực, trung hậu, nhưng cuối đời lại có kết cục không có lành. Năm 2005, cậu phát bạo bệnh và tạ thế. Cậu hai vốn là cán bộ đảng viên, cả đời cần cù chăm chỉ. Thở xin tiền hả, thì giữ chức bí thư tỉnh ủy cục quốc an á nha. Cậu sinh năm 1949, từng là ủy viên ban điều hành tỉnh thành, tính tình thì rất công chính liêm minh. Thời đó hả, các cán bộ lãnh đạo cấp thành phố vừa được cấp xe riêng nè nha, mỗi vị đều có xe con và tài xế riêng nữa. Cậu hai cũng được cấp cho một chiếc, nhưng hiếm khi dùng lắm. Cậu thường cưỡi xe đạp đi làm, còn anh tài xế thì phải lái xe chạy theo sau, khiến cho người trong gia tộc chúng tôi đều mắc cười về chuyện này. Bởi cậu có xe riêng mà không có chịu đi, có phúc mà không biết hưởng mà. Các quan viên bên ngoài cũng cho là cậu cổ hủ, không biết thích ứng theo thời. Do tính cương trực quá mức nên cậu làm việc không có thuận lợi hay bị chỉ trích. Sau đó cậu mắc chứng bệnh lạ hiếm thấy à nha. Đại tiểu tiện thì ra máu, tiếp đến là ruột xuất huyết, phải trải qua nhiều ca phẫu thuật. Thậm chí là có lần mổ xong không lâu thì bị ra máu ào ào. Do cậu trường kỳ xuất huyết, bị thiếu dinh dưỡng, lại thêm bị mổ xẻ nhiều, vướng bệnh nặng đến mức ai cũng hiểu là nội tạng cậu đã rêu, nó rã hết, nó hư hết rồi. Cơn bệnh nặng dày dò cậu 2-3 năm, cuối cùng thì từng mạch máu của cậu cũng bị dở và xuất huyết. Cậu qua đời trong đau đớn thống khổ tột cùng vào lúc 50 tuổi à. Cậu ra đi trong tiếng bàn tán râm ran không ngớt của dư luận. Mọi người đều cho rằng cậu của tôi là một cán bộ tốt, trăm năm hiếm thấy. Vậy mà một người trung hậu thật thà, một người cả đời không phạm một chút lỗi lầm như cậu tôi, không hiểu gì sao cuối đời lại có kết cục bệnh hoạn quá đau thương. Trong khi các quan tham ô đối lập với cậu thì lại sống rất đắc thế, tha hồ tận hưởng khoái lạc bình an. Như vậy thì đời đâu có nhân quả báo ứng công bằng gì đâu. Sau này tôi mới dần dần hiểu hết mọi nguyên nhân. Do cậu công tác tại cục quốc an nên có nhiều súng ống đạn dược. Thêm phần tính của cậu rất mê săn bắn, cậu thường lên núi săn và xuống đập câu cá. Từ đây suy suốt mười mấy năm nay, cậu đã lạm sát, giết hại vô số sinh mạng. Vì vậy mà cuối cùng đã chiêu cảm báo ứng, bị bệnh khổ thống thiết. Bởi cậu đã dùng súng đạn dược sẵn có thảm sát rất nhiều loài vật, khiến cho chúng máu chảy không ngừng, dở bụng, lũng ruột, nội tạng lòi hết ra. Đây chính là lý do vì sao cuối đời cậu lại bị bệnh lạ đau đớn, cảnh tượng giống hệt như vậy. Khi mà kể đến đây á, tôi đã rút ra được một kết luận. Cho dù bạn sống liêm chính công minh, cả đời ngay thẳng cương trực, nhưng nếu đã trồng nhân sát sinh thì khi quả báo đến vẫn phải gánh chịu, không thể do gì đã có những thiện hạnh khác mà có thể chống đỡ thoát tội được. Những ai thích giết hoặc tùy hỷ hùa theo giết chóc nhất định phải cảnh giác à nha. Quy luật nhân quả tuyệt đối công bình. Cảnh ngộ của mỗi người là phóng ảnh của nghiệp lực họ đã tạo. Có những người xấu ác mà chưa thấy bị báo ứng là gì, thời quá khứ hoặc là trước đây họ từng làm rất nhiều việc thiện, nên đến đời hiện tại này phúc báo may mắn kia vẫn còn rất lớn, đủ sức trấn áp khiến cho quả xấu không có thể trổ được. Đương nhiên những việc xấu họ làm không hề tiêu mất, hoặc có thể đồng thời họ vẫn ngầm làm thiện mà chúng ta không hề hay biết, không nhìn thấu hoặc không cho đó là việc thiện. Chẳng hạn như hiếu thuận cũng được xem là việc đại thiện à nha. Vì vậy
Khi sống, cần gieo nhân tốt trong sạch trọn vẹn, đừng sống say chết mộng. Nếu sống mà không tin nhân quả, cứ tùy tiện cẩu thả tạo ác, thì hậu quả rất thê thảm. Mong quý vị cẩn thận. Ha ha ha, 问三摩地所